Ayo, xin chào các bạn. Rồi, bình tĩnh trước khi các bạn nổi giận và định comment chửi mình vì cái tiêu đề cũng như là cái thumb của video này ấy, thì mình muốn nói một cái chuyện gì đó trước khi mà mình vào vấn đề đó. Bây giờ mình muốn chia sẻ với các bạn về một cái sở thích mà mình có thể coi là sở thích quan trọng nhất đối với mình và mình dành nhiều thời gian cho nó nhất, đó chính là âm nhạc. Music quá. Một trong những văn hóa lâu đời của tao là thuốc lào ê. Tao không cần cỏ, không ma túy, không có tâm mày lúc nào ê. Mình rất thích nghe nhạc, mình thích nghe từ bé luôn ấy. Và bố mẹ mình kể là cái lúc mình muốn ăn cơm ngoan nhất và nhanh nhất đó là khi mà mình được ngồi và xem đĩa ca nhạc của Michael Jackson. Và cái thói quen tìm nhạc mới, nghe nhạc nó vẫn kéo dài suốt từ thời điểm đấy cho đến tận bây giờ. Bây giờ mình vẫn đi tìm những cái bài nhạc ở những cái thời xa lắc xa lơ của những cái thể loại mà chắc có lẽ bây giờ không ai nghe, chỉ để tìm ra những cái bài nhạc mới và tìm xem là có những cái gì đó hay ho hay là không. Và mình có một cái sở thích và có thể nói là giống ai ở cái độ tuổi của mình, đó chính là A few moments later. Siêu tập đĩa sách siêu toa khổng lồ. What the f***? À không, thật ra nó chỉ là đĩa than thôi. Nhưng mà cái chuyện mà mình chơi đĩa than với cái chuyện mà giới trẻ bây giờ nghe nhạc tệ nó thì như nó đi quan lắm. Thế nhưng mà các bạn cứ cố xem video đi thì chắc là sẽ thấy liên quan đấy. Không đồng ý thì comment chửi nhau tí cho vui, có gì căng đúng không? Intro. Mình muốn giới thiệu với các bạn một chút về cái bộ sưu tập đĩa than siêu toa khổng lồ được 5 cái của mình. Thì ở đây mình có hai album nhạc của Pink Floyd này. Mình có album đây là gì đây? À, Adenosine của David Bowie. Mình có album Rubber Soul của The Beatles. Và cuối cùng là đĩa nhạc phim Black Panther. Nhạc phim Black Panther chắc các bạn nghe ở đâu đấy rồi, bởi vì nhạc nó rất là phổ biến cũng như được sử dụng rất nhiều trên những clip ở trên YouTube. Cái nhạc mà nó nghe kiểu ta đung ta đung ta đung ta đung. À không, đây nhạc báo hồng nhưng mà nó đen rồi. Mình muốn nói thêm một chút về cái ban nhạc mình nghe trong thời gian gần đây rất là nhiều, đó chính là Pink Floyd. Pink Floyd là một ban nhạc rock của Anh từ những năm 60, 70, 80 gì đó. Thì đây là cái ban nhạc mình nghe rất là nhiều. Cái lý do mà mình thích nhạc của Pink Floyd bởi vì là cái âm nhạc của họ rất là ma mị và cái lyric của họ viết ấy nó rất là hay và ý nghĩa. Trước kể đến là trong những album của Pink Floyd thì có một cái rất là hay, nó gọi là concept album. Thì cái này các bạn hiểu nôm na ấy là khi các bạn nghe từ bài đầu tiên cho đến bài cuối cùng của album là nó sẽ là một cái bản mix liền tù tì, liền một mạch, nó chuyển bài lúc nào các bạn không biết luôn, nghe cực kỳ có vẻ coi là ảo chó. Và nếu như các bạn có thời gian có thể check qua nhạc của Pink Floyd, thực sự nhạc của họ là một cái gì đấy đáng để chúng ta nghe. Thế nhưng mà mình nói trước là nhạc này nó không dễ nghe thế nào đâu, bởi vì nó là của thế hệ trước rồi ấy. Rồi, quay trở lại vấn đề chính là tại sao mình lại nói vấn đề chơi đĩa than mà nó cũng liên quan gì đến cái chuyện mà nghe nhạc tệ của các bạn trẻ bây giờ cả. Thì mình xin phép được nói như này, mình chơi đĩa than ấy thì không phải là mình chơi những cái kiểu dạng như thiết bị hay loa khủng, âm thanh sống động hay là âm thanh mộc giống như là các bác chơi đĩa than rồi đi tìm những cái đĩa cổ từ ngày xưa. Không, thật ra mình không có hứng thú với mấy cái đấy. Mình chỉ thích chơi đĩa than bởi vì mình thích cái trải nghiệm nghe nhạc đĩa than thôi. Nghe đĩa than nó rất là khác với việc nghe nhạc bây giờ ấy, bởi vì khi các bạn đặt đĩa than lên trên máy và các bạn bật lên ấy thì gần như các bạn sẽ phải nghe hết cái mặt đĩa đấy. Nói theo một cách khác thì chúng ta không thể next được, chúng ta không thể ram loom sang một bài khác được. Thật ra là chắc là làm được ấy, nhưng mà tại vì mình ngu nên mình chưa biết làm ấy. Thế nhưng mà chính vì cái trải nghiệm đấy nó cho phép người nghe có thời gian hơn để nghe những cái bài nhạc này, bởi vì là chúng ta sẽ phải cần một khoảng thời gian khoảng 1-2 tiếng gì đấy rảnh rang, chúng ta bật một đĩa nhạc lên, chúng ta bắt đầu ngồi nghe. Và khi mà nghe đĩa than thì chúng ta không bị mất tập trung, bởi vì các bạn chả biết làm ngoài việc cắm cái đĩa vào và bật lên cả, các bạn đâu làm gì được khác đâu, đúng không? Nó không có MV, không có gì cả. Thế nên là bài nhạc sẽ được nghe kỹ hơn rất là nhiều. Và điều đó cũng đồng nghĩa rằng là những cái nghệ sĩ ngày xưa họ đầu tư nhiều chất xám, nhiều ý đồ nghệ thuật hơn vào những cái bài nhạc đó, hơn là nhạc bây giờ. Rồi cái trải nghiệm đi mua đĩa than rất là hay đấy các bạn. Cứ tưởng tượng này, các bạn bước vào một cửa hàng đĩa than đấy, ai cũng giống như bạn, ai cũng bước vào từng quầy lật lật từng đĩa lên đấy, tìm xem nghệ sĩ gì, album gì. Đấy rồi bạn bước ra quầy, bạn gặp ông chủ, bạn hỏi là ở đây có đĩa than của Fake Club của Linka không, rồi bạn bị đuổi mẹ ra khỏi quán. Đấy là những cái trải nghiệm mà không bao giờ có ở những platform nghe nhạc bây giờ cả. Vậy tại sao mình lại đề cập đến chuyện nghe đĩa than ấy? Thì bởi vì cái người ngày xưa khi mà người ta nghe nhạc thì gần như chỉ có lựa chọn là đĩa than thôi. Thế nên là những cái trải nghiệm khi mà nghe nhạc của họ nó chậm hơn chúng ta bây giờ rất là nhiều. Họ phải dành nhiều thời gian để nghe nhạc hơn, họ phải dành nhiều thời gian để tìm đĩa hơn. Và khi mà họ dành nhiều thời gian cho việc nghe nhạc như thế thì những cái tác phẩm âm nhạc cái thời điểm đó ấy, thì được đầu tư nhiều hơn về chất xám, về lyric, về tất cả mọi thứ, bởi vì người nghe có thời gian để họ cảm nhận tất cả những cái đó. Còn bây giờ thì nghe nhạc rất là khác nhá. Bây giờ chúng ta nghe nhạc trên Spotify, cho nghe nhạc trên SoundCloud, Amazon rồi YouTube, và gần như 90% chúng ta đều sử dụng những nền tảng streaming này để nghe nhạc. Thì nó khác gì so với việc nghe đĩa than? Nó tiện hơn, bạn có thể nghe nhạc bất kỳ nơi nào cũng được. Rồi các bạn có thể nách nhạc nếu như các bạn không thích.
Và điều đó cũng đồng nghĩa rằng là cái thời gian mà người bây giờ người ta nghe nhạc ấy, và cái sự tập trung dành cho âm nhạc ấy, nó đã ít hơn rất là nhiều so với người ngày xưa. Và đó cũng là lý do những cái bài nhạc thị trường hiện nay nó ít đầu tư về chất xám và những cái như là lyric hay những cái đồ nghệ thuật hơn. Bởi vì thực tế là người nghe nhạc bây giờ họ không có nhiều thời gian để cảm nhận những cái đó. Và đã xuất hiện một số những cái quan điểm là giới trẻ bây giờ nghe nhạc rất là tệ, nghe nhạc rất là vớ vẩn, rất là nông cạn. Thật ra đấy không phải là quan điểm của mình nhá, đấy là quan điểm của những người mà cùng thế hệ với mình và cũng như những người thế hệ trước mình. Và chắc hẳn các bạn đã nghe đến những cái quan điểm này rồi. Và về cái quan điểm cá nhân của mình ấy, thì mình thấy là nhạc bây giờ và nhạc ngày xưa nó đều có cái hay riêng và đều có cái dở riêng. Để giải thích cho cái việc nghe nhạc hơi nông cạn bây giờ của các bạn trẻ hiện nay ấy, thì mình có thể nhìn lại vấn đề là như thế này. Bây giờ chúng ta đang bước trong giai đoạn 4.0, internet rất là phát triển. Chúng ta có rất nhiều những cái platform mà social network ở trên mạng, ví dụ như là Facebook, Instagram, YouTube, SoundCloud đó, rồi thậm chí là Spotify nữa. Có rất nhiều nền tảng để support cho các nghệ sĩ để có thể làm được nhạc. Người nghệ sĩ bây giờ có nhiều nền tảng lựa chọn để tung nhạc hơn, để tìm kiếm sự nổi tiếng hơn so với những nghệ sĩ ngày xưa, khi mà chỉ có những lựa chọn là những cái phương tiện thông tin, truyền thông hay là những công ty thu âm. Và điều đó cũng đồng nghĩa rằng là chúng ta sẽ có nhiều sản phẩm âm nhạc để lựa chọn để nghe hơn vào thời điểm hiện tại hơn so với ngày xưa. Và khi mà người nghe có nhiều lựa chọn hơn như thế thì người ta sẽ dành ít thời gian hơn cho cái việc nghe một hoặc hai sản phẩm âm nhạc nhất định. Và với cái việc nghe nhạc nhanh hơn như vậy ấy, thì mình nghĩ rằng là những cái người sản xuất âm nhạc, những nghệ sĩ, họ muốn sản phẩm của mình nó phải nổi bật hơn so với những cái sản phẩm khác, thì họ sẽ phải bắt buộc áp dụng một cái công thức làm nhạc nó khác hoàn toàn so với ngày xưa. Họ sẽ cần âm nhạc của họ nó phải bắt trend hơn, nó phải catchy hơn, nó phải phù hợp với xu hướng hiện nay hơn để thu hút được sự chú ý của người nghe. Nó quan trọng hơn là việc là đầu tư chất xám và lyric hay những ý đồ nghệ thuật, bởi vì người nghe bây giờ không có thời gian để cảm nhận cái chuyện đó. Họ cần một cái gì đó phải nổi bật ngay lập tức, phải bắt tai họ ngay lập tức luôn để họ có thể nghe bài nhạc đến cuối cùng. Và đó thì mình không coi là điểm xấu của âm nhạc bây giờ, và mình coi nó là đặc trưng của âm nhạc bây giờ. Âm nhạc bây giờ thường xuyên là đặt chú trọng vào cái phần nhạc nền hơn là phần lyric. Và nhiều người cho rằng là cái việc nghe nhạc như thế là mất đi cái chất của âm nhạc, làm cho người nghe bị nông cạn hơn, nó không được sâu sắc như những cái bài nhạc ngày xưa. Thì mình nghĩ rằng đó là do thời đại bây giờ nó như vậy, người nghe bây giờ như vậy, người ta muốn bán được nhạc và người ta muốn bán được nhạc cho nhiều người thì người ta bắt buộc phải đi theo xu hướng như thế. Vậy thôi. Thật ra ở Việt Nam bây giờ có rất nhiều những nghệ sĩ mà họ viết lyric rất là hay. Có thể kể đến hai nghệ sĩ mình rất yêu thích là Cam và Táo. Thì hai người này viết lyric rất là hay, thực sự là cá nhân mình cho rằng là đỉnh. Thế nhưng mà âm nhạc của họ lại không là nổi, bởi vì nó không hợp gu và nó cũng không phải theo trend của mọi người nghe bây giờ. Mấy ngày hôm trước thì mình có ngồi xem thử một cái bộ phim từ ngày xưa rất là lâu rồi, một siêu phẩm của ngày xưa luôn. Nó có tên là Breakfast at Tiffany. Và đây có lẽ là nhiều bạn hay xem phim thì có lẽ biết được tác phẩm này. Mình chỉ xem được nửa phim thôi và sau đó mình phải tắt đi, bởi vì nó quá chậm và nó không còn phù hợp với cái gu xem phim của mình bây giờ nữa. Và mình chợt ra là một cái tác phẩm nghệ thuật đấy, âm nhạc hay là phim ảnh ấy, thì nó hay là không thì thường là do cái số lượng người đánh giá nó hay là không, bởi vì nó phải phù hợp với gu của nhiều người hơn. Một tác phẩm nghệ thuật là huyền thoại của thời đại trước có thể coi là một tác phẩm bị chậm, bị dày già, bị xến ở thời đại sau, bởi vì mỗi thời nó mỗi khác. Thế nên nhiều người cho rằng giới trẻ bây giờ đang nghe nhạc nó bị nông cạn, nó bị không ý nghĩa, rồi nó bị bla bla quá là nhạt nhẽo, rồi ba lăng nhăng nhăng nhít các thứ. Thì mình nghĩ rằng nó chỉ là đặc trưng của cái thời đại bây giờ thôi, bởi vì gu nghe nhạc của người bây giờ nó như vậy. Nhưng mà công bằng mà nói, theo cái quan điểm cá nhân của mình ấy, thì mình công nhận là bây giờ âm nhạc thị trường nó hơi bị yếu kém về mặt lyric, bởi vì là cái lời lẽ nó nào nhỉ, nó không phải là vô nghĩa mà nó hơi nhạt, thì nó thẳng ra là nó hơi nhạt. Theo cái góc độ của mình, khi mà mình nghe nhạc thì mình thường chú ý đến lyric, bởi vì đó là thứ mà cá nhân mình thấy là nó sẽ giúp phân loại các cái nghệ sĩ khác nhau, nó điển hình cho những đặc trưng, những cái tư tưởng của các nghệ sĩ khác nhau. Người nghệ sĩ muốn truyền tải điều gì, người nghệ sĩ muốn nói điều gì là phụ thuộc vào lyric. Và mỗi một nghệ sĩ thì thường có những suy nghĩ khác nhau, những cái tâm tư tình cảm khác nhau, và họ thường thể hiện điều đó bằng cả về phần âm nhạc cũng như là về phần lời. Thế nên là mình nói là lyric bây giờ nó hơi bị nhạt, bởi vì bây giờ mọi người thường viết là hơi giống nhau để cho người nghe người ta cảm thấy là nó giống hợp trend bây giờ thì người ta nghe vậy thôi. Và người ta sẽ đầu tư nhiều hơn vào cái phần nhạc nền, phần beat, instrumental đấy, kiểu như thế, để sao nó thật là catchy, nó thật là bắt tai, để nó thu hút được nhiều sự chú ý của người nghe hơn. Còn rồi còn cả thêm nữa, làm mấy cái MV kiểu dạng như là phim ngắn này rồi các thứ để thu hút thêm người xem. Thật ra cái đấy nó cũng chả biết phải là xấu hay là không, nhưng mà mình thấy nó không tập trung vào âm nhạc lắm, nó thường tập trung vào sự giải trí nhiều hơn. Thế nên là với những ai mà có chung sở thích giống như mình và cũng có một cái niềm đam mê cũng như tình yêu dành cho âm nhạc lớn như mình ấy, thì có thể dành thời gian để ví dụ như là dành cho 1-2 tiếng để nghe kỹ hơn về một bài nhạc nào đấy, hay là nghe kỹ hơn về một cái album huyền thoại nào đấy, thì các bạn có thể tìm thấy sự hay ho của âm nhạc của từng thời đại nó khác nhau như thế nào. Và tất nhiên các bạn thích nghe nhạc gì thì các bạn cứ nghe, không ai quyền phán xét các bạn cả. Ngừng phán xét. Quan trọng nghe nhạc mà mình cảm thấy vui, yêu đời là ok rồi.
Rồi, và đó là video ngày hôm nay. Mình muốn chia sẻ một cái quan điểm nhỏ nhỏ của mình về chuyện nghe nhạc của giới trẻ hiện nay, cũng như là một cái góc nhìn nó hai chiều về cái vấn đề này. Và đây là một cái vấn đề thực ra là không nhiều người nói đến, mà có nói đến thì cũng chỉ là nói chuyện ngoài đời chứ không phải nói chuyện trên mạng hay là nói chuyện rất là ít nói với nhau về cái vấn đề này ấy. Thế chắc video này để xem đâu. Thế nên là mình vẫn cảm ơn các bạn đã click và đã xem hết video này. Nếu thấy hay đừng quên ấn like, share cũng như là subscribe cho kênh của Tân một cú nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Peace.